đó là cái nguồn điện 220V gia đình. Đấy, hoặc ngoài ra khi mà trời nắng to các bác sẽ treo cái sản phẩm này ra ngoài trời cho em khoảng là 1 tiếng cho đến 2 tiếng các bác nhá. Thì đây là tính là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, nó sẽ tích cái ánh nắng mặt trời cái thành cái năng lượng pin để cho chúng ta dùng gọi là cái bóng này siêu bền, siêu đẹp, siêu sáng cho em nhá. 249.000 trên hai đèn. Đấy, em bảo hành cho các bác đó là gì ạ? 1 năm lỗi 1 đổi 1 các bác nhá. Và em miễn phí giao hàng toàn quốc ngay trong buổi livestream này. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua hàng các bạn để lại cú pháp cho em đó gì ạ? Bóng tích điện kèm số điện thoại là số em lên đơn hàng thành công cho các bác nhá. 120 các bác nhá. Với chất liệu là 100% nhựa cứng cao cấp, sáng bóng mềm đẹp, chống nước, chống xước, cách nhiệt an toàn sử dụng các bác nhá. Móc treo được thiết kế trên cổ đèn này giúp chúng ta có thể dễ dàng treo đèn trong nhà, ngoài trời hay mang đi xa các bác nhá. Công suất đèn là 100W, chiếu sáng 8 đến 10 tiếng liên tục cho các bác nhá. Và đèn nó có 5 chế độ sáng to nhỏ nhấp nháy khác nhau tùy theo chúng ta lựa chọn được trên nào. Đấy, tặng kèm các bác đó là một cái bảng điều khiển cầm tay. Khi mà chúng ta đã treo cái sản phẩm lên trên cao rồi thì mỗi lần mà bật hay tắt thì chúng ta không cần phải tháo đèn xuống các bác nhá. Đấy, các bác sẽ sử dụng trực tiếp cho em cái bảng điều khiển này. Đấy, chúng ta có thể là lựa chọn rất là nhiều những chế độ đèn khác nhau cho em được chưa nào. Đấy, và một cái bảng điều khiển như vậy nó có thể bắt cho các bác rất là nhiều chiếc bóng đèn khác nhau các bác nhá. Đấy, khi chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể là bật tắt đấy tùy ý theo các bác lựa chọn được chưa nào. Đấy, và khi cái bóng đèn này nó hết điện thì các bác sẽ sạc trực tiếp cho em bằng cái củ sạc người ta tặng kèm các bác nhá. Cái nguồn điện đó là cái nguồn điện 220V gia đình. Đấy, hoặc ngoài ra khi mà trời nắng to các bác sẽ treo cái sản phẩm này ra ngoài trời cho em khoảng là 1 tiếng cho đến 2 tiếng các bác nhá. Thì đây là tính là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, nó sẽ tích cái ánh nắng mặt trời cái thành cái năng lượng pin để cho chúng ta dùng gọi là cái bóng là siêu bền, siêu đẹp, siêu sáng cho em nhá. 249.000 trên hai đèn. Đấy, em bảo hành cho các bác đó là gì ạ? 1 năm lỗi 1 đổi 1 các bác nhá. Và em miễn phí giao hàng toàn quốc ngay trong buổi livestream này. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua hàng các bạn để lại cú pháp cho em đó gì ạ? Bóng tích điện kèm số điện thoại là số em lên đơn hàng thành công cho các bác nhá. 120 các bác nhá. Với chất liệu là 100% nhựa cứng cao cấp, sáng bóng mềm đẹp, chống nước, chống xước, cách nhiệt an toàn sử dụng các bác nhá. Móc treo được thiết kế trên cổ đèn này giúp chúng ta có thể dễ dàng treo đèn trong nhà, ngoài trời hay mang đi xa các bác nhá. Công suất đèn là 100W, chiếu sáng 8 đến 10 tiếng liên tục cho các bác nhá. Và đèn nó có 5 chế độ sáng to nhỏ nhấp nháy khác nhau tùy theo chúng ta lựa chọn được trên nào. Đấy, tặng kèm các bác đó là một cái bảng điều khiển cầm tay. Khi mà chúng ta đã treo cái sản phẩm lên trên cao rồi thì mỗi lần mà bật hay tắt thì chúng ta không cần phải tháo đèn xuống các bác nhá. Đấy, các bác sẽ sử dụng trực tiếp cho em cái bảng điều khiển này. Đấy, chúng ta có thể là lựa chọn rất là nhiều những chế độ đèn khác nhau cho em được chưa nào. Đấy, và một cái bảng điều khiển như vậy nó có thể bắt cho các bác rất là nhiều chiếc bóng đèn khác nhau các bác nhá. Đấy, khi chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể là bật tắt đấy tùy ý theo các bác lựa chọn được chưa nào. Đấy, và khi cái bóng đèn này nó hết điện thì các bác sẽ sạc trực tiếp cho em bằng cái củ sạc người ta tặng kèm các bác nhá. Cái nguồn điện đó là cái nguồn điện 220V gia đình. Đấy, hoặc ngoài ra khi mà trời nắng to các bác sẽ treo cái sản phẩm này ra ngoài trời cho em khoảng là 1 tiếng cho đến 2 tiếng các bác nhá. Thì đây là tính là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, nó sẽ tích cái ánh nắng mặt trời cái thành cái năng lượng pin để cho chúng ta dùng gọi là cái bóng là siêu bền, siêu đẹp, siêu sáng cho em nhá. 249.000 trên hai đèn. Đấy, em bảo hành cho các bác đó là gì ạ? 1 năm lỗi 1 đổi 1 các bác nhá. Và em miễn phí giao hàng toàn quốc ngay trong buổi livestream này. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua hàng các bạn để lại cú pháp cho em đó gì ạ? Bóng tích điện kèm số điện thoại là số em lên đơn hàng thành công cho các bác nhá. 120 các bác nhá. Với chất liệu là 100% nhựa cứng cao cấp, sáng bóng mềm đẹp, chống nước, chống xước, cách nhiệt an toàn sử dụng các bác nhá. Móc treo được thiết kế trên cổ đèn này giúp chúng ta có thể dễ dàng treo đèn trong nhà, ngoài trời hay mang đi xa các bác nhá. Công suất đèn là 100W, chiếu sáng 8 đến 10 tiếng liên tục cho các bác nhá. Và đèn nó có 5 chế độ sáng to nhỏ nhấp nháy khác nhau tùy theo chúng ta lựa chọn được trên nào. Đấy, tặng kèm các bác đó là một cái bảng điều khiển cầm tay. Khi mà chúng ta đã treo cái sản phẩm lên trên cao rồi thì mỗi lần mà bật hay tắt thì chúng ta không cần phải tháo đèn xuống các bác nhá. Đấy, các bác sẽ sử dụng trực tiếp cho em cái bảng điều khiển này. Đấy, chúng ta có thể là lựa chọn rất là nhiều những chế độ đèn khác nhau cho em được chưa nào. Đấy, và một cái bảng điều khiển như vậy nó có thể bắt cho các bác rất là nhiều chiếc bóng đèn khác nhau các bác nhá. Đấy, khi chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể là bật tắt đấy tùy ý theo các bác lựa chọn được chưa nào. Đấy, và khi cái bóng đèn này nó hết điện thì các bác sẽ sạc trực tiếp cho em bằng cái củ sạc người ta tặng kèm các bác nhá. Cái nguồn điện đó là cái nguồn điện 220V gia đình. Đấy, hoặc ngoài ra khi mà trời nắng to các bác sẽ treo cái sản phẩm này ra ngoài trời cho em khoảng là 1 tiếng cho đến 2 tiếng các bác nhá. Thì đây là tính là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, nó sẽ tích cái ánh nắng mặt trời cái thành cái năng lượng pin để cho chúng ta dùng gọi là cái bóng là siêu bền, siêu đẹp, siêu sáng cho em nhá. 249.000 trên hai đèn. Đấy, em bảo hành cho các bác đó là gì ạ? 1 năm lỗi 1 đổi 1 các bác nhá. Và em miễn phí giao hàng toàn quốc ngay trong buổi livestream này. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua hàng các bạn để lại cú pháp cho em đó gì ạ? Bóng tích điện kèm số điện thoại là số em lên đơn hàng thành công cho các bác nhá.
2020 các bác nhá. Với chất liệu là 100% nhựa cứng cao cấp, sáng bóng bền đẹp, chống nước, chống xước, cách nhiệt an toàn sử dụng các bác nhá. Móc treo được thiết kế trên cổ đèn này giúp chúng ta có thể dễ dàng treo đèn trong nhà, ngoài trời hay là mang đi xa các bác nhá. Công suất đèn là 100W, chiếu sáng 8 đến 10 tiếng liên tục cho các bác nhá. Và đèn nó có 5 chế độ sáng, to, nhỏ, nhấp nháy khác nhau, tùy theo chúng ta lựa chọn được thế nào. Đấy, tặng kèm các bác đó là một cái bảng điều khiển cầm tay. Khi mà chúng ta đã treo cái sản phẩm lên trên cao rồi thì mỗi lần mà bật hay tắt thì chúng ta không cần phải tháo đèn xuống các bác nhá. Đấy, các bác sẽ sử dụng trực tiếp cho em cái bảng điều khiển này. Đấy, chúng ta có thể là lựa chọn rất là nhiều những chế độ đèn khác nhau cho em được chưa nào. Đấy, và một cái bảng điều khiển như vậy nó có thể bắt cho các bác rất là nhiều chiếc bóng đèn khác nhau các bác nhá. Đấy, khi chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể là bật tắt đấy tùy ý theo các bác lựa chọn được chưa nào. Đấy, và khi cái bóng đèn này nó hết điện thì các bác sẽ sạc trực tiếp cho em bằng cái củ sạc người ta tặng kèm các bác nhá. Cái nguồn điện đó là cái nguồn điện 220V gia đình. Đấy, hoặc ngoài ra khi mà trời nắng to các bác sẽ treo cái sản phẩm này ra ngoài trời cho em khoảng là 1 tiếng cho đến 2 tiếng các bác nhá. Thì đây là tính là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, nó sẽ tích cái ánh nắng mặt trời cái thành cái năng lượng pin để cho chúng ta dùng, gọi là cái bóng này siêu bền, siêu đẹp, siêu sáng cho em nhá. 249.000 trên hai đèn. Đấy, em bảo hành cho các bác đó là gì ạ? 1 năm lỗi 1 đổi 1 các bác nhá. Và em miễn phí giao hàng toàn quốc ngay trong buổi livestream này. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua hàng các bạn để lại cú pháp cho em đó gì ạ? Bóng tích điện kèm số điện thoại là số em lên đơn hàng thành công cho các bác nhá.